Vâng, kính thưa quý vị, và tiếp nối chương trình Như Lưu Văn ngày hôm nay, xin mời tất cả quý vị hãy dành một tràng pháo tay để chào đón sự trở lại của nghệ sĩ hài Dũng nhé. Dạ, sẵn cổ em làm cổ luôn hen. Dạ, để tiếp tục chương trình, Dũng Nhí xin phép gửi đến ba câu vòng cổ trích trong vở cải lương Chuyện Tình Hàn Mặc Tử. Dạ, mời quý vị cùng nghe.
Mộng Cầm. Mộng Cầm ơi, lâu ông hoàng đến nay trăng sáng qua, dốc đá reo mờ sương khói phủ đồi thông. Gặp gỡ một lần rồi còn gặp nữa hay không, hay là duyên số ngộ như nước bèo rồi đây trên eo trời xa lạ, ta chỉ còn gặp nhau trên giấy trắng đôi dòng. Bởi là một lần đùa cợt với yêu đương, tôi sợ lắm những chuyện buồn tan giờ. Thà như cánh chim cuối trời bạc gió, đợi lúc đêm về đây cất tiếng kêu thương. Dạ xin cảm ơn rất nhiều. Và để tiếp tục chương trình, Dung Nhí cùng với MC Thiên Mơ xin gửi đến tặng tất cả quý vị trích đoạn trong vở cải lương Người Tình Trên Chiến Trận. Dạ mời quý vị nghe. Thiên Mơ cũng hát không có chuyên nghiệp nên nếu có gì sơ sót thì mong quý bà cô bác cũng như là tất cả quý vị bỏ qua cho Thiên Mơ á. Không có chuyên nghiệp mà gì cũng làm được á. Làm MC rồi ca nhạc rồi giờ ca cổ nữa. Rồi mới mốt hát nhạc chế nữa, ai chịu nổi. À, Khắc Thiên Kiều. Anh chú sao? Tại sao lại khóc? Tại vì họ đã đi rồi. Họ đã đi rồi. Em lọt dép được không? Thôi đi kệ đi. Nhưng mà họ là ai? Tại sao lại khóc? Em không biết nữa. Chắc có lẽ là em đã yêu rồi. Trời ơi, yêu rồi. Thôi, xong. Hết rồi. Anh Dũng Nhi, em yêu là có tội phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu anh ôm ấp mãi. Cũng sắp sẽ buồn.
hẹn biển. Người ta vẫn hứng lò và xem gần gũi tất gan mà như dạng lý quan sát tình tâm nên nên tình đành tiếp dòng đông mây vòng quay bay trong gió lòng như lòng của em đang báo động tới bời. Thiên kiều ơi chiều nắng sao bỗng nhiên anh lo sợ như đánh rơi một cái gì gục chết tiếp ai là người xây đắp mồ cho anh. Một tràng pháo tay cho nghệ sĩ Dung Nhí đi cả nhà mình ơi. Dạ xin cảm ơn quý vị rất nhiều.